rồi lễ chính. Dạ. Lễ chính ước thật bộ. Trùng biển không cũng 50 đúng không anh? 50. Còn ăn thêm cái kia nữa là cũng 50 luôn. Ô, bỏ vô cái là nó chín liền hả? Chín liền. Cho dầu mè mới thơm. À, để lâu là nó dai đúng không? Ừ. À. Hành vô. Ồ, hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá. Cái con trùng này là trùng tươi luôn đúng không anh? Trùng tươi luôn. À. Tươi sống hải sản. Tươi sống luôn, hải sản luôn. Chứ không. Ở đây mình bán từ mấy giờ anh ha? 6 giờ rưỡi sáng tới khoảng 10 giờ hết rồi. À, 6 giờ rưỡi sáng tới 10 giờ là hết. À, hấp dẫn quá. Cái dầu mè cho một ít dầu mè vô. Cái này ngon. Chảy xì hồ. Cái này thêm. Ăn thêm. Cái này thêm trùng bồng. Thêm trùng. Sáng hồ lên uống rưỡi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, mến chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Gia Đình Kiên. Tiếp tục chia sẻ gửi đến quý các bạn những cái món ngon ẩm thực của người Hoa Sài Gòn. Trong cái chuyên mục khám phá món Hoa ngày hôm nay thì sáng hôm nay bây giờ là 7 giờ sáng quý vị. Hiện tại Kiên đã có mặt ở ngay con đường Âu Cơ nhé. Ở đây là cái con hẻm 332 đường Âu Cơ. Bên này là phường 10 quận Tân Bình các bạn. Hôm nay mình đi qua đây để chia sẻ gửi đến các bạn một cái quán. Cái món này rất là đặc biệt các bạn. Món này là món cháo trùng biển. Đó. Ngoài ra thì còn có hủ tiếu mì thập cẩm. Nói chung là rất là nhiều món. Kiên sẽ mời quý bạn hãy cùng đi trải nghiệm với Kiên cái món ăn đặc biệt ngày hôm nay nhá. Đó. Đây là cái con hẻm 332. Đây các bạn. Ở đây ngoài này là có cái bảng là cháo trùng biển vùng cao các bạn nhé. Tìm cháo trùng biển vùng cao. Rồi mời quý vị các bạn hãy cùng đi trải nghiệm với Kiên. Đây quý vị các bạn đi đến con hẻm 332. Thì ở đây có một cái bảng hiệu là tiệm cháo trùng biển vùng cao. Đó. Đi vào khoảng tầm 30 m là chúng ta gặp các bạn nhé. Đó, địa chỉ bên dưới này 332/3 Âu Cơ, phường 10 quận Tân Bình các bạn. Có số điện thoại luôn nhé. Đây, con hẻm này nó cũng rộng là tầm được khoảng 4 m các bạn nhé. Xe hơi đi vào lọt các bạn. Hẻm này là hẻm thông nha quý vị các bạn. Đó, chúng ta vào đến đây thì ở đây các bạn thấy là có chỗ để xe bên này này. Ăn chúng ta để xe bên đây nhá. Ở đây là có bàn ghế ngồi bên này này. Đó. Bàn ghế ngồi khách đang ngồi ăn cháo các bạn. Đó, chạy dọc thẳng bên kia. Bây giờ chúng ta sẽ lại xem người ta chế biến cái món cháo trùng biển như thế nào ha. Đây, hôm nay mình lại mình xin anh chủ. Dạ. Hôm nay là ngày 15 đúng không? Dạ. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu đúng không anh? Tết Nguyên Tiêu Hạ Tiêu á. Ngày thường là đông khách. Ngày thường thì rất là đông khách. Đó. Ồ, một cái tô hấp dẫn quá. Kênh Sài Gòn Travel anh ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh nhá. Dạ, mấy anh khách rất là dễ thương luôn. Đó, một cái tô như vậy các bạn. Đây, ở đây thì có cá cật này, rồi có phèo gan, trùng biển. Đó, hấp dẫn quá. Ở đây là anh bán đồ tươi không quý vị các bạn nhé. Tươi không? Đó. Có nghe khách ăn tô nào anh nấu tô đó hay ha? À, anh bảo hôm nay ít khách các bạn, tại vì ngày thường thì rất là đông. Đó. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu á, dầm lớn các bạn, dầm lớn, dầm Thanh Niên á, nên là hơi vắng một chút các bạn nhé. À, ngày thường là anh bán rất là đông. Đó. Mà mình bảo là thôi mình đi từ Thủ Đức lên cũng xa nên là mình xin anh quay luôn các bạn. Cái con trùng này là trùng tươi luôn đúng không anh? Trùng tươi luôn. À. Tươi sống hải sản. Tươi sống luôn, hải sản luôn. Chứ không. Ở đây mình bán từ mấy giờ anh ha? 6 giờ rưỡi sáng tới khoảng 10 giờ hết rồi. À. 6 giờ rưỡi sáng tới 10 giờ là hết. Khoảng 10 sáng rồi. Dạ. Anh bán được lâu chưa anh? 12 năm rồi. 12 năm rồi. À. Ở đây bán được 12 năm rồi quý vị bạn nhé. Đó. Cháo là có rau cần. Nấu từng tô một, lát nữa mình sẽ lẹ lắm, cũng có một phút thôi mấy chục giờ. Hấp dẫn quá. Cái dầu mè cho ít dầu mè vô, thêm hành ngò vào, hành vô, muối ngò vào. Wow, hấp dẫn quá các bạn. Mình là người gốc Hoa luôn anh ha. Mình Quảng Tiều hay Phúc Kiến anh? Quảng à, gốc Quảng à? Dạ, Quảng Đông. Này là 40 anh ha. Dạ. Không có trùng biển là ăn mấy cái món kia không? Này là 40. Có trùng biển là 50. Trùng biển là 50. Có cái bảng giá này. Dạ. Đây cái bảng giá trên này các bạn nha. Tiệm cháo trùng biển Hùng Cao. Cháo thập cẩm trùng biển là 50 này. Cháo cá trùng biển 50, cháo cật trùng biển là 50. Cháo trùng biển tô lớn là 50. Cháo thập cẩm không trùng biển 40, cháo cá 40, cháo cật 40. Cháo cá cộng cật là 40, cháo trùng biển tô nhỏ 40. Và các món ăn thêm thì có trùng cá cật kèo. Trùng cá cật kèo là 20. Thêm trứng là 5k, bát thảo là 10k. Hấp dẫn quá. Đây cái nồi cháo của anh. Nồi cháo 4 kg gạo. Rồi anh nấu 4 kg gạo đó. Nấu một cái nồi. Anh nấu một cái nồi lớn này xong bắt đầu là ăn tô nào là anh sẽ nấu lại tô đó. Dạ. Cái nồi này là hầm cả xương ống trong đó nữa. Có gia vị hết rồi. Tôi cần em. Dạ. Anh tên gì anh? Hùng Cao là... Anh Hùng Cao luôn, đây là ông chủ luôn ha. Đây anh Hùng đây. Hùng Cao đây. Bên là Hùng Cao. Dạ. Mấy anh chủ bán rất là dễ thương các bạn nha, nhiệt tình. Anh bảo là hôm nay là rằm, vắng khách nên bảo là đợi những cái ngày mà đông khách hãy quay. Mà mình bảo thôi thì mình đi là cũng là xa ở máy Thủ Đức lên đây nên anh bảo thôi là cho quay luôn. Cái bình thường là ngày thường là rất là đông các bạn nhé, ngày thường khách của anh đông lắm. Các chú đang ngồi ăn bên này này. Đó. Ông chủ nấu rất là điều luyện luôn, nhanh lắm. Đồ ăn ở đây là anh xài đồ tươi, đồ ngon hết các bạn nhé. Không dao không hành. Ở đây ăn này chúng ta có bàn ghế ngồi này nè, các bạn thấy không? Bàn ghế ngồi này. Cái này ăn cháo phải kèm theo dầu cháo quẩy. Ăn cháo là có thêm dầu cháo quẩy nữa. Đó. Đây có dầu cháo quẩy bên này này. Một đĩa này là bao nhiêu anh? Quẩy là 5.000. 5.000 một đĩa. Hôm nay mình ăn dằm lớn không anh? Dằm lớn. Hôm nay dằm lớn đấy. Cái này dễ nhỏ, dễ lớn 10.000. Chỉnh cái sủi bí kia ấy. Bây giờ ăn anh hay ăn cháo ở đây không anh? Anh hay ăn ở đây không? Thường ăn hết. Cháo anh cảm nhận cháo ở đây sao? Cháo ở đây hả? Ok. Đồ ăn cháo sủi. Đồ ăn ok, ăn quen rồi, tươi, trong bó tươi không à? Dạ. Tức là nó làm cá lóc tươi. Dạ. Mấy cái cực này kia nó tươi không? Làm một tô vậy là ấm bụng luôn ha. Ấm bụng. Nấu xịn xịn vô sáng mai dứt tô. Dạ, dứt tô là khỏe luôn á. Chúng anh làm tô nhá. Dạ, có chứ. Em phải ăn một cái tô đặc biệt. Đó, mấy bác ăn ở đây rất là vui nhé bạn. Hẻm này cũng rộng. Sài Gòn Travel ạ. Sài Gòn Travel. Dạ. Cái này ngày mai mình lên rồi. Đúng rồi, mai là có. Em cũng coi anh ngoài chứ nhưng mà quên cái dạ. Kênh của anh. Dạ. Ngoài á. Dạ, con em cũng hay quay món hoa nhiều á. Dạ. Nhà mình ở trong hẻm này luôn anh. Chung xóm rồi. Chung xóm này đây. Dạ. Tai biết rồi. Sườn. Cá tươi. Dạ. Cá lóc cá tươi. Đấy, cá là cá tươi, phi lê, lột cái da với xương. Cả lục, cả tơi. Hôm nay em đi qua em tưởng anh nghỉ chứ. Ở đây dầm á. Một nghỉ có ngày tới thôi. Nghỉ có ngày thôi. À, nghỉ có ngày. Ngày Tết vẫn bán. 30 Tết vẫn bán. Ừ. Dạ. Mấy bữa nay đi nấu tiền đó thì nghỉ có tiền nghỉ. Dạ. Những tiền nấu. Ừ. Lát nay làm cho em tô lấy sùng này, cá này, cật nhá. Rồi ba cá cùng cật đi. À, ăn ở đây có gì? Ăn ở đây. Sùng cá cật. Đó, ăn cháo này với cháo quẩy này kèm theo. À, bên này có bán sữa đậu nành luôn. À, kèm theo sữa đậu nành. Có sữa đậu nành luôn. Đây, nguyên chất sữa đậu nành này. Dạ, nhà mình làm luôn. Nhà mình luôn. À, tự nấu luôn. Tự nấu luôn. À. À, ăn cháo với dầu cháo quẩy phải kèm theo sữa đậu nành. Đúng rồi. Quay là không nhớ cái ngồi đây ăn nó quay đẹp. Dạ. À, ở bên Trung Quốc cũng có bán nhưng mà không giống. Ở đây nhà mình bán nó kiểu là nó khác vị. Vị dạ. Anh nấu luôn cho em đi. Rồi cháu trùng biển không rồi con này. Cháu trùng biển không. Thế là lễ chính. Dạ. Lễ chính nước hồ. Trùng biển không cũng 50 đúng không anh? Còn ăn thêm cái kia nữa là cũng 50 luôn. Ô, bỏ vô cái là nó chín liền hả? Chín liền. Cho dầu mè mới thơm. À, để lâu là nó dai đúng không? Ừ. À. Hành vô. Ồ, hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá. Cái món này là ngọt lắm à. Ừ, giòn ngọt. Giòn ngọt. Đó, anh làm cho em luôn đi, em ăn luôn. Các bánh vô anh ăn rồi. Bánh ăn quay nữa. Rồi. Cá với cật với trùng biển thôi. Dạ, cá cật trùng biển. Rồi rồi. Rồi cái này cái gì heo vậy? Nạc à. Anh cho em thập cẩm đi nhưng mà ở đây không có gan đúng không? Có. À, em không lấy gan thôi. Không lấy gan, đủ không lấy. Đủ thứ không lấy gan. Thứ chút ăn ngon. Rồi. Đó. Thịt heo với cá nó dễ chín lắm. Dạ. Còn này nó hơi lâu. Cái đó lâu là mình phải nấu. Dạ, mình phải nấu trước. Nấu mà. Dạ. Anh Hùng dễ thương quá. Cảm ơn anh Hùng nhiều. Nãy vô phải gọi là xin ông chủ mãi ông mới cho quay. Tại vì anh bảo là cũng có nhiều người quay rồi các bạn ạ. Nên là sợ là mình không hay á. Nhưng mà mình bảo là món này đặc biệt mình chưa ăn bao giờ nên mình phải xin anh thử. À, nhiều người. Dạ. Ở đây là nhà mình luôn là anh Hùng. Nhà luôn. Ừ, bán trước nhà luôn ha. Trước nhà luôn. Dạ. Ủa, đi đâu toàn cá cực. Rồi có anh ăn trùng cá cực bằng số 3. Ăn đầy luôn. Rau luôn ha. Rau hết đầy đủ hết anh. Tuy là nay là ngày rằm nhưng mà khách vẫn rất là đông nha, không phải không đông đâu đó. Nhưng mà ngày thường thì đông hơn. Rồi. Dầu mè đầy đủ ha. Wow, đầy đủ. Ui, hấp dẫn quá. Ừ, hấp dẫn. Dầu mè đầy đủ hết. Bây giờ mình xin mời quý vị các bạn ra bàn nhé, thưởng thức cái tô cháo trùng biển nhé. Cái này nó đang mệt nữa, ăn cái là khỏe lên đó. Kiểu đang cầm em tiêu luôn. Rồi, tiêu bàn đây. To. Đó, đây bàn ngồi cái bàn này luôn. Đây mời các bạn này. Có tiêu nè. Dạ, rồi có cảm ơn. Có chấm nè. Anh tên gì nhỉ? Anh Hưng à. Anh Hưng, cảm ơn anh Hưng nhá. Đây, anh rất là dễ thương. Mời các bạn nhé. Ăn cháo thì phải có dầu trâu về kèm. À, đây ăn cháo này phải có gừng nè, gừng ngâm á. Rồi cháo quẩy gừng với lại dầu mè, nước tương, nước mắm, ớt nè, ớt xanh. Đầy đủ hết. Dạ. Tiêu đây. Rồi em cảm ơn anh Hùng. Dạ. Rồi mời các bạn ăn cháo trùng biển với Kiên nhá, bỏ gừng này. Gừng này. Tiêu này. Tiêu này với tiêu đó. Có ớt luôn các bạn nhé. Đây, ớt đây này. Các bạn đã thích ăn ớt sắt, có ớt sắt. Có nước tương này. Ha. Mình không biết chấm với nước tương hay là nước mắm nó hợp. Đây là Kiên làm 2 chén luôn. Mình chấm thử coi. Tương với nước mắm ha. Đây có rồi cháo quẩy này. Nói chung là ông chủ rất là dễ thương các bạn, bán anh vui vẻ lắm. Đây làm hai trái nước chấm, thử chấm cái nào ngon hơn nhé. Một cái nước tương, một cái nước mắm, thử chấm cái nào ngon hơn. Rồi, một cái tô này khá là nhiều đồ ăn các bạn nhé. Này, cá này, trùng biển các bạn này, một trùng biển được một con này, hai con này, ba con này, bốn con này, năm con này, sáu con là 7 con này, 8 con, nhiều lắm, 9 con luôn, 10 con luôn, nhiều lắm các bạn ạ, đó, nhiều lắm, 10 con, với lại cật này, rồi thịt heo này, đó. Chung là mình gọi cái tô đầy đủ, chỉ không có gan thôi các bạn nhé, heo nữa này, đó. Đó. Mời các bạn nhé. Đầu tiên phải ăn thử con trùng biển đấy, tại vì con này anh bảo là trụng cái là nó chín liền các bạn, chín liền nó, nên là mình ăn thử xem. Mời các bạn nhé. Cho một ly, cho em ly. Con này mới đầu các bạn ăn đó mà. Cho em nóng ấy. Nóng. Đây các bạn, cái con trùng biển này mới đầu ăn thì mình cảm giác của nó hơi kiểu là nó khó ăn đó, nhưng mà khi mình nhai vào á thì mình thấy là nó rất là giòn nhá, nó giòn mà nó ngọt các bạn. Mời các bạn nhá. Kim gọi thêm một ly đậu nành nữa này. Đậu nành nóng luôn đó. Thôi mời các bạn nhé. Giờ mình trộn lên nhà ăn này. Mình đều đi. Anh uống sữa đậu nành của đặc sản nhà làm chưa? Dạ, đây thì em đang chuẩn bị uống á. Dạ. Quay xong hợp hướng cái... Dạ. Bà chủ quá là dễ thương. Nhà. Dạ, bà chủ rất là dễ thương. Nấu tự sản xuất ra nhá. Dạ, cảm ơn anh Hùng. Mời các bạn nhá. Thử chấm nước tương này. Chấm này nước tương ngon hơn. Chấm nước mắm thì nó ăn nó không, mình thấy là không ngon bằng nước tương. Cái này chấm nước tương ngon hơn các bạn nhé. Cái này để lâu nó dai nên mình phải ăn liền, món trùng biển này phải ăn liền. Cái này trùng biển hay gọi là sâu biển nữa mà. Nó ở ngoài Quảng Ninh thì ra bán rất là nhiều. Đặc sản đó bạn. Nhiều người mà nói chung là dị ứng này kia là không ăn được món này đâu. Nếu bạn ăn thì các bạn phải xem, các bạn trước khi ăn các bạn phải xem có mình có bị dị ứng cái gì không nhá. Nhiều khi mình thấy trùng biển thì nó lành tính thôi, người ta hay dùng để nấu phở, làm nước nó ngọt. Nhiều người ta sợ ăn không được. Nó giòn, nó dai không? Ngon. Cháo đây là ninh xương ống các bạn, nên là ăn nó nói chung là nó ngọt, nó thơm lắm. Cháo không có đặc quá cũng không có loãng quá các bạn nhé, có cả rau cần nữa. Có bỏ gừng, bỏ tiêu vô ăn, nếu mà đang bị cảm hay bị mệt ăn là khỏe luôn. Thế là ngon, công nhận món này à. Cái này ăn nó bổ các bạn. Ở trên con đường 32 này cũng có 2 địa điểm bán mà. Địa điểm này là địa điểm mình mới ăn lần đầu. Ngày xưa ông ăn một địa điểm ở trong hẻm Âu Cơ không nhớ hẻm nào, lâu lắm rồi, cỡ 3-4 năm rồi, 4-5 năm rồi. Cá rất là tươi các bạn nhé, cá tươi, ăn nó ngọt. Ngon quá. Này cật này. Đây là cật các bạn nhé, nóng hổi luôn. Nó không có hề có mùi hôi hết. Cái cật người ta làm rất là sạch sẽ các bạn, tươi ngon, ăn nó giòn ngọt, không có hề có một cái mùi hôi của cật, nó làm rất là sạch rồi. Ngon. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Tết Hạ Tiêu á, Nguyên Tiêu Hạ Tiêu á. Dằm lớn, dằm tháng Giêng, dằm lớn á. Ở quê nhiều người ăn dằm lớn á. Này. Gắp một lúc có 3 con luôn. Với lại tương tương là bỏ tí gừng, tí tiêu, ớt rồi. Quá giòn luôn. Để các bạn nha. Nhìn nó như một cái ống gì ấy, nó kiểu đấy, nó có một cái nhìn như cái ống đó, ha. Đó các bạn nha, ăn nó ngọt lắm, nó giòn. Trong quẩy các bạn thì ăn quẩy. Đồ này ăn nóng mới ngon các bạn. Cháo là phải ăn nóng mới ngon. Thịt heo. Các bạn. Ăn nóng để đầu biết cái đó rồi. Ngon quá. Cần được 2 miếng các bạn. Anh thái nó rất là dày luôn. Thái dày lắm. Ăn nó đã lắm. Quá sướng. À. Nóng. Ăn đến đâu lắm. Nó chạy đến đâu biết đó. Dư là dầm nữa, dầm nhưng mà các bạn thấy là khách ngồi cũng phun bàn đó. Bên dưới kia. À, cần được 3 miếng các bạn nhé. Thêm miếng nữa. 3 miếng phèo, 2 miếng heo được 2 miếng. Sá sùng là mười mấy con. Ngon. Ở đây các bạn nếu mà không thích ăn sá, không ăn được sá sùng là các bạn có thể ăn các món khác, ăn các món như là cật, phèo, tim, cam, đó, rồi là heo, cá. Ăn tô này nó tắt mồ hôi ra mới khỏe các bạn. Cái phèo người ta làm sạch sẽ, không có mùi hôi, nó giòn. Con sá sùng cuối cùng, trùng biển, con này quẩy, thêm quẩy ngon bạn. Làm hết tô cháo, ngon. Rồi, hết sạch bạn. Bây giờ Kiên sẽ đi quay thêm cái cảnh anh Hùng bán chia sẻ với các bạn nhé. Làm ly đậu nành đó. Đậu nành nhà nấu. Đồ ngọt vừa uống các bạn này, không có bị ngọt quá, rất là ngon. Đây bây giờ cái quay thêm chia sẻ các bạn ăn nấu. Khách bây giờ rất là đông, khách mua mang về cũng nhiều các bạn. Cháo ngon quá anh Hùng ạ. Đồ ăn chất lượng ấy. Nói chung là giá cả em thấy hợp lý. Nói chung là hợp lý không? Dạ, hợp lý. Dạ. Dạ. Hàng tươi sống không? Nói chung là món ngon, đồ ăn chất lượng, giá cả hợp lý. Đó. Có chỗ để xe luôn. Xe hơi đây thì không để được nhưng mà xe máy thoải mái. Xe hơi đậu ngoài. Lâu lâu mới để một hai chiếc. Lâu lâu mới để một hai chiếc thôi. Sá sùng ăn nó giòn ngọt nhá. Giòn ngọt. Nhưng mà để mình chín quá nó bị dai nha. Chín thì nó bún á. Khách ăn tô nào anh mới nấu tô đó, nên là cháo của mình ăn nó nóng, ăn đến đâu là mình nó chạy đến đâu là biết đến đó luôn. Không ăn món này phải có rau vô mới ngon, nhiều nữa. đồng là nấu 2 nồi luôn. Dạ. Thế là anh bán được 12 năm rồi. 12 năm. Sẽ làm thêm nữa, cá gam thêm. À, khách đông lại xếp thêm bàn ra đây này. Thêm bàn, mở thêm bàn. Các bạn ăn ở đây uống sữa đậu nành luôn nha. Sữa đậu nành ở đây rất là ngon. Sữa đậu nành nhà nấu, uống rất ngon đúng không? Đó, còn hẻm cũng rộng rãi nhá, ngồi thoải mái quá. Đó, ngồi bên kia được này. À, ngồi như này. Nãy mình ngồi cái bàn này đây. Đây gặp anh khán giả hay xem kênh của mình đây các bạn. Dạ. Nhanh gần đây anh. À trong này. À. Anh hay ăn cháo ở đây không? À. Đó. Tôi ăn nhiều. Dầu trâu Huế kèm theo cháo. Cái này mình nghĩ là 5.000, 10.000. À. Dĩa lớn là 10.000. Dĩa lớn là 10.000, dĩa nhỏ 5.000. Cái này là cá rồi. Cái này là hồng cá. Cái này là mai có hả? Dạ mai coi. Cháu anh cứ bấm là cháu trùng biển của chú Hùng là ra hả? Cháu trùng biển hồng cao. Hồng cao là ra hả? Cá lên 6 sẽ mà nào à? Anh gì cơ? Rồi thêm thịt. Cái này ngon. Trái xi hồ. Cái này thêm. Ăn thêm. Cái này thêm trùng bồng. Thêm trùng. Bún bò. Tí xì nào, tí xì nào. Tí cưa thêm cái chậu vào. Rồi rồi. Quát ra. Nào lúa ăn cho các cô nè. Bây giờ là giờ đông khách của nhà anh Hùng á. Em thấy vẫn đông. Rất là đông. Môi thôi á, lô kịp chút à, nhìn chút à. Cá khẩu tắt tí về quát ở giống ngọt kiểu khẩu mình cũng vô ra. Rồi xin à. Quá hấp dẫn luôn. Rồi môi chơi lô kịp chút. Để mang về anh sẽ có cái hộp này, hộp mang về. Về có cái hộp rất là tiện lợi. Cái là gì đây kìa? Đây là hai tay của cái nó kinh thầu bao rồi. Bao cũng đầu. Cái bao kinh thầu. Có cái máy tao không sai cảm phố. Cái một kia mua cảm phố một xe như thế này. Tao đâu tôi mìn đây. Em bé ăn. Dạ, em bé. Xuống dầu mè thôi. Cái khẩu con này. Này nấu cũng nhanh hay ha, không lâu, nhanh, sôi cái là ào ào luôn. Dạ. Nói chung là khách không phải đợi lâu đâu. Đấy là cái là có liền, này nấu vèo cái. 2 phút cho đến 2 phút. Nói chung hẻm này thấy là rất là đông vui các bạn. Rồi quý bạn ơi, vừa rồi thì Kiên đã chia sẻ gửi đến quý các bạn quán cháo xã Sùng, cháo Trùng Biển các bạn nhé. Địa chỉ thì Kiên sẽ để trên phần mô tả video để các bạn có dịp ghé thưởng thức nhé. Ở đây cháo Trùng Biển anh Hùng Cao nấu rất là ngon các bạn nhé. Khách tuy là ngày rằm nhưng mà khách rất là đông các bạn. Rồi, rất là cảm ơn tất cả quý các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý các bạn ở trong những video sau. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel. Cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.